chào tất cả các bạn. Và bài học tiếp theo trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cà phê kem nâu tiramisu nha. Và trước tiên thì chúng ta sẽ đánh kem nâu. Các bạn chuẩn bị những nguyên liệu sau nha. Mình cần có topping bay và kem béo thực vật rich, sữa tươi có đường, sữa đặc, cốt cà phê đen, muối, rượu rum và bột cacao. Bây giờ các bạn sẽ đông nguyên liệu vào đây để bắt đầu mình đánh nha. Mình sẽ sử dụng một cái máy đánh để mình đánh kem lên. Kem bay các bạn sẽ sử dụng 120ml nha. Kem rich là 80ml. Cốt cà phê đen là 20ml. Sữa đặc là 20ml. Sữa tươi có đường mình sẽ dùng 30ml. Và rượu rum là 10ml. Muối mình sẽ cho 1g. Và bột cacao là 15g. Mình sẽ múc một muỗng như vậy là 10g. Và thêm nửa muỗng nữa. Rồi các bạn khuấy đều phần này lên nha. Sau khi đã khuấy hỗn hợp đều lên rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình sử dụng máy đánh để mình đánh kem nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ đánh ở tốc độ vừa, sau đó mình tăng lên tốc độ cao nhất để đánh cho nhanh nha. Các bạn đánh khi mà thấy bông kem của mình sánh mịn và các bạn dở lên thế này thì kem không có rơi xuống là được nha các bạn. Thời gian đánh thì đâu đó là khoảng 10 đến 15 phút tùy theo số lượng kem mà các bạn đánh nha. Rồi thành phẩm kem tiramisu của chúng ta sánh mịn và có màu nâu. Hương vị thì thơm thơm, mùi cà phê rất là ngon các bạn nha. Có thể mix với cà phê hoặc là chúng ta có thể mix với trà sữa cũng rất là ngon luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái bông kem vào túi bắt bông kem. Thì mình có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, mình dùng trong 2 ngày. Các bạn để càng lâu thì kem sẽ càng khô, cho nên là tốt nhất chúng ta sẽ dùng trong khoảng 1 đến 2 ngày thôi. Bây giờ các bạn sẽ cho kem vào túi bắt bông kem nha. Sau khi các bạn đã cho kem vào túi bắt bông kem rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cắt cái đuôi này đi. Các bạn chụp cái đầu bông này vào. Và mình sẽ cho vào một cái túi nữa nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà mình cắt, để cho mấy bạn mà chưa biết sử dụng cái bao này á, thì các bạn lưu ý khi mà mình cắt cái đầu á, thì mình sẽ chừa cho những cái hoa này ra ngoài luôn nha các bạn, để khi mình bắt cái bông mình được trọn vẹn cho đẹp nha. Vậy là mình đã hoàn chỉnh nha các bạn. Và tiếp theo mình sẽ dẫn các bạn cách hoàn chỉnh một ly cà phê kem nâu tiramisu nha. Các bạn chuẩn bị một cái ly 500ml và nước cốt cà phê đen thì chúng ta sẽ sử dụng là 65ml. Sữa tươi không đường là 50ml. Và sữa đặc là 50ml. Nếu như các bạn muốn giảm cost thì chúng ta có thể sử dụng 30ml sữa đặc và 20ml nước đường nha. Rồi các bạn khuấy đều lên. Khuấy đều hoặc là có thể cho vào bình lắc, mình cho đá vào bình lắc luôn cũng được nha các bạn. Các bạn cho đá nè. Và chúng ta sẽ bắt một cái bông kem. Bông kem thì nếu như các bạn mình muốn bắt bông kem ít hơn để mình giảm cost á thì các bạn bắt từ khoảng 2/3 của miệng ly.
mình bắt từ đây mình bắt vào thôi. Nếu muốn đẹp á, nhiều hơn thì các bạn bắt từ ngoài vòng ly luôn. Đó, mình bắt vào thì cái góc bông kem mình sẽ cao hơn. Nếu chúng ta bán rẻ thì chúng ta có thể bắt bông kem bằng cách này nha. Vậy là mình đã hoàn thành một ly cà phê kem nâu tiramisu nha các bạn. Rồi chúc các bạn làm thành công nha. Trong quá trình học có gì thắc mắc thì các bạn cứ inbox trực tiếp cho mình hoặc là comment bên dưới bài, mình sẽ trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào.